chào mọi người. Xin chào. Cảm ơn mọi người đang theo dõi kênh YouTube Nguyệt BB Cuộc Sống Ở Pháp của gia đình mình. Hôm nay thì gia đình mình sẽ đi siêu thị Lét Le nha mọi người nha. Ở đây sẽ có chợ người ta bán cá đó, cá bán tôm mấy cái hải sản nha mọi người nha, để xem coi chợ ở đây có khác chợ Việt Nam mấy cái như thế nào không nha mọi người. Đây bí ràn, bí ràn cho mấy cá đi. Anh đứng trước cái quầy bán cá nha mọi người nha. Cá nè, người ta đã làm sẵn rồi và bỏ vô hộp như thế này thôi. Mình thích ăn cá nào thì mình ăn. Này là có cá lục ở Việt Nam mình nè, thấy không? Cá lục ở Việt Nam mình nha, để coi nha. Đây, 7/17, 424 gram. Có bao nhiêu tiền nhỉ? Cỡ 150 nha, cỡ 150 á mọi người. À, mọi người thấy chưa? Thì cá này là cá chưa có làm, cá này người ta ướp sốt rồi chưa có làm, mua về chiên lên thôi. Đó, mọi người thấy chưa? Đây là cũng là cá luôn nha mọi người, cá này người ta tẩm bột rồi nha. Cá ta tẩm bột, mua về mình chiên lên thôi. Cái này là có cái rêu ở dưới biển à, cái rong rêu ở dưới biển nè mọi người. Cái này mình không biết ăn sao nữa, chưa ăn bao giờ. Vì quý mình sẽ cục cực gì nha, cảm ơn. Được rồi. Quý mét công xá thì cực gì đang lỗ nó. Này mình cũng không biết nữa, mà cái này là cái rêu dưới biển đó nha mọi người. Cái rong rêu dưới biển này mà không biết ăn sao nữa, chưa ăn bao giờ nên không biết. À đây này có cả con mực nữa nè. Đó, mực nó ướp sốt, ướp xiết xong xuôi hết rồi nè. Mua về cái hâm nóng để ăn thôi nè. Này cũng chưa ăn bao giờ. Tôm này cũng ta cũng đã bóc rồi, ta luộc sẵn hết rồi, về chỉ việc mở ra ăn thôi. Cua nha mọi người, cua này họ đã luộc rồi và họ đã chẻ ra làm đôi như thế này nè mọi người nè. Tôm họ cũng luộc sẵn lên rồi, chỉ việc về bóc ra ăn luôn. Mà bên này là con ốc, ốc này không biết gọi là ốc gì nữa. À, ở đây ốc này nhiều lắm nha. Ốc này 14,90 một kg nè. Đó. Cái này cái càng cua nè mọi người. Càng cua 22,90 một kg. À, càng cua. Nó cũng luộc sẵn hết luôn. Nói chung ở đây là đồ người ta luộc sẵn hết luôn nha mọi người. Còn đây là cua vẹt bio nè. Cua vẹt bio là cua vẹt không nuôi tự nhiên nha mọi người nha. Đây là con ốc. Con ốc này 9,90 một kg. Ốc này cũng luộc sẵn hết luôn rồi nha mọi người nha. Này cũng là cua vẹt tôm. Tôm bé này thôi. Tôm bé ở Việt Nam gọi là con tép á, 16,90 một kg. Cái tôm này nè. 8,90 một kg. Họ cũng luộc sẵn hết luôn nha mọi người. À, bên này thì là con mun. Không biết là Việt Nam mình gọi là con gì mình cũng không biết nữa. Này là chưa luộc, mua về mình rửa đi mình mới luộc nha. Có 4,50 một kg. Này con hàu này ở Việt Nam mình có nè. Đó, này là chưa làm nha mọi người nha. Mua về mới mở ra để mà nướng lên hoặc là mình ăn sống á. Bên trong kia có con đó là như là con vua, con cua vua hay sao á. Việt Nam mình gọi là con cua tím vua. Đó, nó nằm ở bên trong, mình không có quay rõ cho mọi người thấy. À, con ốc. À đây có con này là con ốc huyết nè mọi người. Này ốc huyết này thì chưa có luộc. Ốc huyết này chưa có luộc nha. Ốc huyết thì chưa có luộc. Bên này cá bên này là chưa. Cá này chưa có làm. Đây là cái người mà người ta đứng để người ta bán á, bán cá, người ta sẽ mặc như thế này để người ta bán cá nha mọi người này. Đây là con cá gì đây? Không biết con cá là con cá gì đây? Đây là con mực. Mực 90 một kg. Đó, mực hay bạch tuộc nhỉ? Mực 90 một kg. Đây là mực này người ta đã làm sẵn rồi nè. Con mực bên này chưa có làm, mực bên này cũng làm sẵn rồi, cũng 90. Đây, con bạch tuộc nè mọi người. Wow, bạch tuộc to chưa?
to quá, có rẻ quá trời, có 6,95 một kg nè mọi người, khoảng cỡ 130 đó. Con này mấy con cá này mình không biết nữa, cá này cá gì mình cũng không biết nữa, cá này lạ quá. Bây giờ Việt Nam có cá này không mọi người? Không biết. Còn cái này là mako, cá này giống như cá ngừ nè, cá ngừ, phải cá ngừ đúng rồi. Có 4,90 một kg. Thấy chưa? Cá tươi chưa? Ừ, cá tươi quá trời, tươi. Ừ, tươi ngon quá. Chút xíu nữa mình sẽ mua một ít. Còn cái này là cái gì đó, cái gan cá hả? Cái ruột cá chứ. Cái này ngon lắm nè mọi người. Nên là thịt nạc lắm. Cái xương hồi nữa mình luộc lên một xíu là mình ăn ngon lắm. Không có xương răm nhiều đâu, có một cái xương to thôi. Bỏ cái xương to ra thôi là thịt nạc nhiều. Này cá. Còn đây là cá gì? Cá màu đỏ đây nè. Thế thì Việt Nam mình cá là cá gì nhỉ? Đấy, mọi người thấy cá đây tươi không? Cá này như là con cá hường ở Việt Nam mình là mọi người nè. Con cá đỏ nè, 14,90 một kg nè, con cá hường. Còn mấy cái con cá này mình chưa bao giờ mình ăn cả. Mình không biết là cá gì nữa. Mình chưa bao giờ mình ăn cả. Thấy có con cá này, không biết sô mun. À, cái con cá sô mun nè mọi người nè. Khi mà người ta chưa có làm nha, là nó là như vậy nè. Khi mà người ta lóc, người ta cắt ra thì bên trong nó là thịt nó màu đỏ nha mọi người. Cái con cá ở đây người ta lóc sẵn hết cho mình đó mọi người. Người ta cũng đã lóc sẵn hết ra, mình chỉ mua về mà mình làm thôi. Họ đã làm sẵn hết cho mình rồi. Ốc móng tay nè mọi người nè. Cái anh này đang cầm cái con ốc móng tay nè mọi người. Đó. Con ốc móng tay của Việt Nam mình đó mọi người nha. Này. Sẽ mua tô này về mình làm gỏi nha mọi người nha. Sẽ mua cái tôm này về để mình ăn gỏi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của vợ chồng mình. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt cô chú đi nè. Tạm biệt cô chú đi. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của gia đình mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo nha. Xin chào, tạm biệt.